thế giới cổ đại, thời tiền sử, 500 năm trước công nguyên. Trải qua hàng triệu năm, con người tiến hóa từ một loài luôn lo sợ quyền lực của thiên nhiên, thành một loài chế ngự được môi trường và tự định đoạt số phận của mình. Con người cổ đại đã học cách sử dụng công cụ, khí giới và lửa để nâng cao những kỹ năng săn bắt, hái lượm và bành trướng sang những vùng đất mới. Cách đây khoảng 10.000 năm, con người bắt đầu thuần hóa nhiều loài thực vật và sống định cư thành làng mạc. Những nền văn minh cổ đại vươn dậy cách đây khoảng 5.000 năm ở vùng Lưỡng Hà và thung lũng sông Nin, khi cư dân làng mạc đã biết dùng kỹ thuật dẫn nước, tưới ruộng để tăng sản lượng cây trồng. Trên các cánh đồng, thường ngập lụt nhưng rất màu mỡ, kết hợp với nhau thành những xã hội. Sự phát triển của chữ viết là một dấu ấn quan trọng của nền văn minh nhân loại. Cùng với sự hình thành đô thị và sự vươn dậy của các thành bang, vương quốc và đế chế hùng mạnh. Năm 200 trước công nguyên, nhiều nền văn minh phát sinh tại những vùng đất phì nhiêu khác trên thế giới, như thung lũng sông Indus ở Pakistan, thung lũng sông Hoàng Hà ở Trung Quốc. Ở Địa Trung Hải, những xã hội phức hợp hình thành và trở nên hùng mạnh nhờ mậu dịch và chính sách thuộc địa hóa. Khoảng 3.000 năm trước đây, nền văn minh hình thành tại xứ châu Mỹ dưới hình thức những trung tâm thờ phụng thần linh, nơi lãnh tụ nắm giữ vai trò thượng đế hoặc thần nhân cai trị dân chúng. Rất nhiều nền văn minh đầu tiên trên thế giới dưới quyền cai trị của các vua chúa tự xưng mình là con cháu của thần linh. Sự tiến hóa của con người và sự di trú đầu tiên. Tiền sử năm 3000 trước công nguyên. Trước khi tỏa đi khắp thế giới và thống trị hành tinh này, con người đã trải qua quá trình tiến hóa lâu dài ở châu Phi. Nhiều nghi vấn vẫn chưa có lời giải thỏa đáng, nhưng các nhà khoa học đã tái tạo tiến trình cơ bản của sự tiến hóa con người qua việc nghiên cứu xương của hominid, người vườn hay người tối cổ. Họ người gồm con người và các loại tương cận có khả năng đi thẳng. Hominid đầu tiên tiến hóa từ loài khỉ không đuôi ở Đông Phi cách đây hơn 4 triệu năm. Loài khỉ này vẫn di chuyển trên 4 chi và giỏi leo dây. Tuy nhiên, những biến đổi về địa chất và khí hậu của vùng này đã thu hẹp rừng cây và phát triển đồng cỏ. Sự phát triển này tạo thuận lợi cho sự tiến hóa của loài linh trưởng, vốn đã có thể đứng thẳng, giờ lại có thể nhìn bao quát đồng cỏ và đi xa hơn bằng đôi chân của mình để tìm thức ăn rồi cầm trên tay mang về. Hominid đầu tiên chưa đứng thẳng hoàn toàn như người hiện đại và có ngoại hình giống loài khỉ không đuôi nhiều hơn, thể hiện ở trán lồi, mũi tẹt và răng lớn. Sọ của hominid lớn bằng sọ của loài tinh tinh, tức khoảng 1/3 kích cỡ sọ của con người hiện đại. Hominid thông tin cho nhau bằng điệu bộ và tiếng hú. Cánh tay dài và bàn tay khum giúp cho hominid dễ dàng trèo cây và hái trái. Hominid sống ở những nơi nhiều cây cối để có chỗ ẩn náu an toàn, trong khi một số loài khác thì đi tìm thức ăn nơi thoáng đạn, trở thành con mồi của các loài ăn thịt. Năm 1974, các nhà khoa học tìm được bộ xương của hominid là một con cái trưởng thành ở Ethiopia và họ đặt tên là Lucy. Sau khi khảo sát tường tận, giới khoa học cho biết Lucy có tuổi khoảng 3 triệu năm, cao 1m2. Đi thẳng giúp cho hominid có thể phát hiện mối nguy hiểm từ xa. Khi bị đe dọa, hominid biết hơ gậy hoặc ném đá về chống trả. Hominid sống bằng cách hái lượm rau, quả, hạt, đôi khi cũng ăn cả xác động vật. Rời khỏi châu Phi. Sự tiến hóa của loài người bước vào giai đoạn mới với sự xuất hiện của Homo habilis, người khéo léo, cách đây khoảng 2,5 triệu năm. Homo habilis có sọ lớn bằng nửa sọ người và biết chế tác công cụ. Họ ghè nhỏ đá tạo thành các lưỡi sắc bén để xé thịt các con thú lớn sau khi săn được. Tại một vùng thuộc Tanzania, người ta tìm thấy dấu vết nơi trú ngụ bằng đá xếp lên nhau của một nhóm Homo habilis để tránh những cơn gió. Đây là dấu hiệu cho thấy
con người dần dần biết cách tạo dựng môi trường sống của mình sao cho họ dễ dàng di chuyển và chiếm cứ những vùng khó khăn sinh sống với hominid trước đó. Khả năng này được hoàn thiện suốt giai đoạn kế tiếp trong quá trình tiến hóa. Hệ quả của sự xuất hiện loài có sọ lớn và được gọi là Homo erectus, người đi thẳng. Khả năng di chuyển và thích ứng với môi trường đã giúp cho Homo erectus lan tỏa ra khắp châu Phi đến tận vùng Trung Đông, châu Á và châu Âu. Họ có thể sống bất cứ nơi đâu nhờ biết cách làm nhà và là những người săn bắt thiền nghệ. Có công cụ tinh xảo, thân hình lớn hơn các loài tiền thân. Sau đó, họ còn biết tận dụng lửa để nấu ăn và sưởi ấm. Điều này giúp họ thích ứng được với khí hậu lạnh. Homo erectus biết dùng lửa và lấy lửa từ những đám cháy rừng. Họ chưa biết cách tạo ra lửa. Hậu duệ của Homo erectus mới thành thạo cách tạo lửa. Họ có sọ lớn hơn và được gọi là Homo sapiens, người tinh khôn hoặc người hiện đại. Các nhà sinh học phân tử đưa ra luật thuyết về Homo sapiens cổ tiến từ Homo erectus ở châu Phi cách nay 100.000 năm. Sau đó, Homo sapiens lan ra các vùng khác thuộc cựu thế giới. Quần thể Homo sapiens ban đầu được nhiều học giả chuyên ngành biết đến là người Neanderthal, đặt theo tên hang động Neanderthal ở Đức, nơi tìm ra hóa thạch Neanderthal năm 1856. Neanderthal dường như tiến hóa từ Homo sapiens ở châu Âu và châu Á. Người Neanderthal sống được ở miền khí hậu lạnh của châu Âu bằng cách săn voi mammoth, hay còn gọi là khổng tường, và nhiều loài thú lớn khác, rồi lấy da của chúng làm quần áo. Sọ của người Neanderthal có kích cỡ bằng sọ của người hiện đại, nhưng Neanderthal chưa phát triển ngôn ngữ và các tập tính xã hội liên quan đến ngôn ngữ. Sự thiếu hụt này khiến cho người Neanderthal không ganh đua nổi với người Homo sapiens, giống như người đã có ngôn ngữ đến châu Âu khoảng 40.000 năm trước đây. Người Neanderthal dần tiêu vong hoặc là hòa nhập vào quần thể của Homo sapiens vượt trội khoảng 32.000 năm trước. Hưởng lợi từ kỷ nguyên băng hà. Bi kịch tiến hóa loài người phát sinh theo bối cảnh lạnh giá của kỷ nguyên băng hà. Kỷ nguyên này bắt đầu cách đây khoảng 2 triệu năm và lên tới cực điểm không lâu sau đó, khi người Neanderthal không còn hiện hữu. May thay, lúc đó con người đã tiến hóa cao độ, nên những điều kiện đưa đến nhiều thảm họa cho loài ít thích ứng lại đem đến cho họ vô số cơ hội mới. Kỷ nguyên băng hà được đánh dấu bằng những giai đoạn cực lạnh xen kẽ với thời kỳ nhiều hơn. Khi trái đất trong giai đoạn cực lạnh, một lượng lớn nước bị đóng băng, mực nước biển thấp xuống hàng chục mét. Hệ quả là những vùng nước nhỏ giữa các lục địa bị khô cạn và trở thành cầu nối hai bờ đất liền mà con người có thể đi bộ qua. Điển hình là eo biển Anh. Vùng này từng khô hạn rồi lại ngập nước khi nhiệt độ trái đất tăng lên. Cách ly những người từ châu Âu lục địa băng qua vùng đất này nay là nước Anh. Nước biển hạ thấp còn cho phép con người di cư từ Đông Nam Á sang châu Úc. Dải đất nối hai bờ lục địa này hẳn đã lộ ra vào thời đó, hoặc người ta băng qua những eo biển hẹp bằng bè và đến được châu Úc khoảng 50.000 năm trước đây. Sự di trú xa nhất vào thời kỳ mực nước biển hạ xuống trong kỷ nguyên băng hà diễn ra khi những người săn bắt Á Âu tìm mồi băng qua dải đất nối liền Siberia và Bắc Mỹ. Cầu nối này được gọi tên là Beringia. Thời điểm khởi đầu sự di trú này vẫn còn là vấn đề tranh cãi, nhưng chắc chắn nhóm săn bắt này đã thực hiện cuộc hành trình khi đáy eo biển Bering lộ ra cách nay khoảng 14.000 năm. Tiếp đó, con người di chuyển xuống phía nam, tiến sâu vào lục địa này khi khí hậu ấm hơn. Băng đá bao phủ Bắc Mỹ tan chảy, mở ra những con đường đến phía Trung và Nam Mỹ. Vài nơi sinh sống xa xưa của con người ở Nam Mỹ cho thấy sự di trú từ Siberia hẳn đã xảy ra vào giai đoạn cực điểm của kỷ nguyên băng hà cách nay khoảng 20.000 năm. Kỷ nguyên băng hà không chỉ mở ra những con đường dẫn đến các lục địa mới mà còn tạo ra nhiều điều kiện
và thách thức mới, buộc con người phải phát triển về xã hội và văn hóa. Sự săn bắt khổng tượng và các loài thú lớn từng gia tăng mạnh trong kỷ nguyên băng hà, đòi hỏi sự hợp lực tích cực và tăng cường quan hệ xã hội. Tập quán chôn các người chết cùng với khí giới, công cụ và thực phẩm trở nên phổ biến vào giai đoạn cuối thế kỷ băng hà. Điều này cho thấy con người thời đó đã tin có kiếp sau. Sự chấm dứt kỷ nguyên băng hà cách nay chừng 10.000 năm không đánh dấu kết thúc sự di trú của con người hoặc sự phát triển xã hội. Nhiều đảo ở Thái Bình Dương vẫn chưa có người cư ngụ. Người Polynesia mới di thuyền tới những đảo này trong vòng 2.000 năm qua. Tuy nhiên, trước đó con người ở các nơi khác đã định cư và tận dụng khí hậu dịu hơn để phát triển, mở đầu thời kỳ chuyển tiếp từ săn bắt, hái lượm sang định canh định cư. Các phố thị thời đồ đá mới, nơi cư dân đã áp dụng nhiều phương thức canh tác và thuần dưỡng loài vật, hình thành vùng bán nguyệt phì nhiêu cách đây khoảng 8.000 năm. Đây là vùng đất màu mỡ từ duyên hải phía đông nam của Địa Trung Hải, vòng theo sa mạc thuộc Syria. Tại thành Jericho, cư dân xây tường lũy bảo vệ. Tường này đã trở thành truyền thuyết. Canto ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay là khu chợ luôn bán đồng và vỏ chai. Sự chuyển sang lối sống định canh định cư đạt tới đỉnh cao vào năm 3000 trước công nguyên. Sự dư thừa sản phẩm nông nghiệp góp phần phát triển văn minh ở vùng bán nguyệt phì nhiêu. Cùng với sự vươn lên của văn minh là sự phát triển của chữ viết. Con người bước vào bình minh của lịch sử thành văn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nền văn minh Lưỡng Hà từ năm 3500 trước công nguyên đến năm 500 trước công nguyên. Nền văn minh này xuất phát ở mạn Nam Lưỡng Hà, gần vịnh Ba Tư, nơi sông Tigris và sông Euphrates hợp lưu hình thành một bình nguyên cực kỳ màu mỡ. Miền đất trù phú này là nơi sinh sống của cư dân Sumer, những người tạo lập thành thị đầu tiên trên thế giới. Nền văn minh của người Sumer vươn lên khi họ bắt đầu hợp lực để nâng cao sản lượng nông nghiệp. Đất đai rất màu mỡ, nhưng sau sự ngập lụt vào mùa xuân, ruộng đồng lại khô hạn do mùa hè rất ít mưa. Nông dân ở Sumer phải đào kênh để dẫn nước sông vào đất trồng. Việc tạo dựng và duy trì hệ thống dẫn nước tưới đòi hỏi sự điều hành thống nhất và sức lao động của nhiều người. Trong số những lãnh đạo đầu tiên của xã hội Sumer có các vị tư tế. Họ giữ vai trò trung gian giữa dân chúng và thần linh. Dân Sumer thành kính cúng tế các thần linh để cảm tạ sự trù phú mà thần linh đã ban cho họ. Đồng thời, khẩn cầu thần linh đừng gieo rắc tai họa và lụt lội tàn phá hoa màu. Các công trình thủy lợi đã giúp cho dân Sumer có dư lương thực để cung cấp cho bậc tư tế và những người không trực tiếp sản xuất. Lương thực dư thừa được trữ trong các đền thờ và do các vị tư tế giữ gìn, phân phát hoặc trao đổi. Để ghi chép số lượng lương thực nhập kho hoặc trao đổi, dân Sumer dùng hình vẽ các vật thông dụng, chẳng hạn như bó lúa, đồ bò, cừu. Loại ký tự này được gọi là chữ tượng hình. Theo thời gian, kiểu chữ viết này trở thành kiểu chữ hình nêm, được khắc trên đất sét bằng que nhọn, gọi là bút trâm. Đền thờ của người Sumer thường có nhiều bậc, bậc trên hẹp hơn bậc dưới. Kiểu đền thờ này được gọi là Ziggurat, thành thị phát triển quanh của Ziggurat. Giới tư tế có ảnh hưởng rất mạnh đối với dân chúng. Ngoài quyền phân phối và trao đổi phần lương thực dư thừa, các tư tế còn sở hữu đất đai và cai quản nhóm người phục vụ đền thờ, bao gồm các đầu bếp, thợ dệt và nhạc công. Thủ lĩnh nắm quyền lãnh đạo. Các vị tư tế không phải là nhân vật nắm quyền độc tôn trong các thành thị đang vươn lên. Lãnh tụ của những dòng họ giàu có lập ra hội đồng kỳ lão. Trong các thời kỳ xáo trộn, hội đồng kỳ lão sẽ cử ra một Lugon hoặc là Esri, còn gọi là thủ lĩnh. Khoảng năm 3000 trước công nguyên, các thành thị của người Sumer nhanh chóng phát triển thành những thị quốc
và thống lĩnh các làng mạc lân cận, bảo đảm nguồn lương thực luôn đầy đủ cho xứ sở. Sự bành trướng này đẩy các thị quốc kế cận vào cuộc chiến tranh giành đất đai và nguồn nước. Thủ lĩnh lãnh đạo thị quốc chiến đấu chống đối thủ và giành thắng lợi sẽ trở thành vua. Kể đó, các vua gia tăng quyền hành bằng cách xây dựng cung điện gần đền thờ và tự nhận là được sự hỗ trợ của bậc tư tế và thần linh. Hùng mạnh nhất trong các thị quốc thời bấy giờ đó là U và Uruk. U nằm bên bờ Vịnh Ba Tư và thu lợi từ việc buôn bán bằng đường biển với các xứ văn minh phương Đông. Thị quốc U có thành lũy bao quanh bằng đất nung với hơn 30.000 cư dân, một số dân khá lớn trong thời cổ đại. Thị quốc Uruk có hơn 50.000 dân. Gần trung tâm của U có một đền thờ rất cao dành để thờ thần mặt trăng Nana. Vua chúa thị quốc U tin rằng họ có thần linh và trông đợi một kiếp sau huy hoàng. Trong hàng loạt những khu mộ hoàng gia khoảng năm 2500 trước công nguyên, người chết được an táng với nhiều đồ vật sang trọng như thuyền mô hình làm bằng đồng và bạc, tượng các con lợn rừng bằng ngà, những cây sáo rất đẹp và tinh xảo, và cả mô hình những cỗ xe do bò kéo. Trong nghi lễ an táng, nam nữ hầu cận vua bị buộc phải chết để theo hầu vua ở kiếp sau. Đó là cái giá mà dân Sumo và nhiều dân tộc khác trong thế giới cổ đại phải trả cho nền văn minh của họ. Nền văn minh trao quyền tối thượng cho vua chúa. Hố ngăn cách giữa người ở tầng lớp trên và người dưới đáy xã hội, hay còn gọi là nô lệ, rất lớn. Người Sumo gọi nô lệ là ngoại nhân, ý nói người dân xứ khác bị bắt nơi chiến địa hoặc những cuộc lùng bắt nô lệ. Tuy nhiên, cũng có một số dân Sumo phải bắt mình làm nô lệ để thoát cảnh nghèo túng hoặc nợ nần triền miên. Trong khi một số người bị bần cùng hóa, số khác lại hưởng lợi từ sự vươn lên của các thị quốc hùng mạnh. Nhiều ngành nghề thủ công phát triển để đáp ứng nhu cầu của vua chúa, các tư tế và dân trong thành. Trong giới hưởng lợi, có những người giáp sách, thương nhân, thợ mộc, thợ đồ đồng, thợ nướng bánh và người nấu rượu. Rượu của dân Sumo nấu bằng đại mạch. Luật thành văn do các vua Sumo ban hành đã làm cho dân chúng an tâm là quyền và tài sản của họ không bị tước đoạt một cách vô cớ. Thậm chí, nô lệ cũng có quyền của họ. Chẳng hạn, một nô lệ kết hôn với một người tự do thì con cái của họ là dân tự do. Phụ nữ được quyền giữ tài sản riêng và có quyền biện hộ tại pháp đình. Người chồng được quyền ly dị nếu người vợ không có con. Dân Sumer là những người đầu tiên ghi luật lệ và truyền thuyết của họ bằng chữ viết. Các bản này còn lưu giữ tới tận ngày nay. Xứ của các đoàn quân chinh phục. Năm 2334 trước công nguyên, vùng Lưỡng Hà bước vào giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Lúc đó, Sumer suy yếu do những cuộc chiến đẫm máu giữa các thị quốc và rơi vào tay của Sargon đến từ xứ Akkad, mạn bắc của Sumer. Sargon lập đế quốc trải dài từ vịnh Ba Tư tới Địa Trung Hải. Vương triều Sargon và hậu duệ của ông tồn tại gần một thế kỷ. Nhưng các đế vương đầy tham vọng của Sargon đã ra sức thống lĩnh toàn vùng Lưỡng Hà. Tài giỏi nhất trong số các quốc vương đi chinh phục này đó là Hammurabi, đến từ thành Babylon ở xứ Akkad gần sông Arsuratis. Đế chế Babylon của Hammurabi thâu tóm mọi miền thuộc vùng Lưỡng Hà. Di sản vĩ đại nhất của ông là tạo dựng nền tảng pháp lý cho dân Sumer, biên soạn bộ luật mang tên Luật Hammurabi. Trong bộ luật này có những quy định rất tàn bạo. Chẳng hạn, luật quy định thầy thuốc chữa trị bất cẩn làm chết hoặc mù mắt người bệnh, quan chức địa phương sẽ chặt tay thầy thuốc đó. Những luật lệ do người lãnh đạo cộng đồng thực thi. Hệ thống luật pháp của Hammurabi đặt ra đã giúp cho thống nhất vùng Lưỡng Hà. Nhưng sau đó các hoàng đế Babylon không thể giữ nguyên vẹn vương quốc. Miền đất phì nhiêu giữa sông Tigris và Euphrates với sản lượng nông nghiệp dồi dào và các thành thị giàu có luôn là mục tiêu của những bộ tộc hiếu chiến lân cận. Năm 1595 trước công nguyên,
quân Hittites tràn từ miền Bắc đến đánh phá thành Babylon. Các chiến binh xông trận trên những chiến xa do ngựa kéo, có hai bánh nhanh hơn và cơ động hơn những cỗ xe bốn bánh truyền thống của vùng Lưỡng Hà. Sau khi cướp phá Babylon, quân Hittites đem toàn bộ chiến lợi phẩm về xứ sở của họ, nay là Thổ Nhĩ Kỳ, và thống trị một đế quốc trải dài từ Bắc Lưỡng Hà tới Địa Trung Hải. Dân Hittites thờ thần Teshu, thần giông bào, vì thần được xem là người gây sấm sét, đi trên cỗ xe do những con bò thiên kéo. Các đế vương Hittites thường khấn cầu thần Teshu phù hộ và ban cho họ sức mạnh. Dân Hittites sống với gươm giáo và cuối cùng chết vì gươm giáo. Sau lần giao tranh với quân Ai Cập trong trận chiến khốc liệt ở Kadesh thuộc Syria ngày nay, năm 1280 trước công nguyên, đế chế Hittites bị đội quân đến từ phương Bắc tiêu diệt vào năm 1200 trước công nguyên. Sự sụp đổ đế chế của người Hittites để lại khoảng trống quyền lực ở Trung Đông, nhưng sau đó được lấp đầy bởi các đoàn quân chinh phục khác, kể cả dân Assyria hiếu chiến ở mạn Bắc của Lưỡng Hà. Người Assyria sống dọc theo sông Tigris, họ luôn tranh giành quyền thống trị Trung Đông với dân Babylon ở phía nam và với các bộ tộc du mục đang ngày càng tạo được thế lực nhờ tiếp xúc với những nền văn minh ở Trung Đông và kế thừa công nghệ mới. Thời kỳ đồ sắt. Một nhân tố dẫn đến tình trạng bất ổn ở Trung Đông sau sự tiêu vong của đế chế Hittites là công nghệ chế tạo đồ sắt. Trước đó, công cụ và khí giới mạnh nhất đều làm bằng đồng thau, hợp kim của đồng và thiết, vốn rất hiếm và đắt tiền. Chỉ những đại vương quốc giàu có mới đủ khả năng trang bị cho binh lính nón, kiếm và giáo bằng đồng thau. So với thiết, quặng sắt có nhiều hơn. Và khi các thợ rèn nắm vững những kỹ thuật nung và rèn gập, các loại binh khí bằng sắt cứng và bén hơn các vũ khí bằng đồng thau trở nên phổ biến. Thời kỳ đồ sắt đem lại nhiều ưu thế cho những vương quốc đang trỗi dậy như Israel, một nước hình thành khoảng năm 1000 trước công nguyên. Tuy nhiên điều này không làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Ưu thế quân sự vẫn thuộc về các vương quốc lớn và giàu có như Assyria. Đế quốc Assyria có những đoàn quân hơn 200.000 người. Assyria vươn lên thành đế quốc hùng mạnh sau khi đế chế của người Hittites sụp đổ. Họ đập tan mọi thách thức từ các bộ tộc du mục và trở thành đoàn quân chinh phục đáng sợ nhất. Đầu năm 900 trước công nguyên, dân Assyria tạo lập một đế quốc trải suốt qua vùng bán nguyệt Phì Nhiêu tới Ai Cập. Để dẹp bỏ mọi chống đối, Assyria đặt ra những hình phạt khủng khiếp đối với kẻ bại trận. Một quốc vương của Assyria cảnh cáo đối phương của ông: "Các người không biết những gì ta làm đối với kẻ thù của ta. Không biết cách ta róc thịt người này, thiêu sống người kia. Ta phải đối xử như thế nào với tù binh? Cắt tai xẻo mũi, chặt ngón tay, chọc mù mắt chúng hay sao? Trấn áp chúng trước khi quá trễ. Những sứ khiếp sợ trước lời dọa nạt đều phải triều cống." Khoảng năm 700 trước công nguyên, đế chế Assyria đang ở đỉnh cao của thời Hoàng Kim dưới quyền cai trị của hoàng đế Sennacherib. Ông dùng tài sản cống nạp của các xứ thuộc quyền để xây dựng một cung điện không gì sánh nổi ở kinh đô Nineveh. Sự đòi hỏi triều cống liên tục để xây dựng các công trình như thế khiến một số vùng nổi lên chống đối người Assyria. Để đập tan cuộc khởi nghĩa ở Babylon, hoàng đế Sennacherib đem quân đánh phá ngôi thành cổ và đầy tự hào đó. Việc này gây bất mãn cho những người Assyria thân cận với nhà vua, nhưng khâm phục nền văn hóa Babylon và thờ các vị thần của thành này. Hậu quả là Sennacherib bị hai người con của ông sát hại. Tiếp đó, người con khác truất phế hai người này, khôi phục kỷ cương, cho xây lại thành Babylon rồi tự xưng
là vua của thiên hạ. Sự hồi sinh tại Babylon. Đã từ lâu, dân Babylon luôn tranh giành với dân Assyria về sự thống trị toàn vùng. Năm 612 trước công nguyên, Babylon chiếm kinh đô của Nineveh và thống trị đế quốc rộng lớn do người Assyria tạo lập. Cũng giống như vua Sennacherib của Assyria, hoàng đế Babylon là Nebuchadnezzar rất tàn nhẫn đối với kẻ không triều cống. Ông tàn phá kinh thành Jerusalem ở xứ Judea. Thành Jerusalem là tất cả những gì còn lại của vương quốc Erez sau các cuộc chinh phục trước đó của quân Assyria. Rất nhiều người ở Jerusalem bị giết chết. Những người khác bị đưa về Babylon làm nô lệ. Họ phải lao động cực nhọc để làm đẹp kinh thành mới được vua Nebuchadnezzar thứ hai khôi phục sự vinh quang trước đây của nó. Trong số các công trình nổi tiếng có cổng Ishtar dành cho nữ thần chiến tranh Ishtar. Cổng được trang trí hình sư tử và bò mòng. Kế đến là đền thờ Mardus, nơi thờ vị thần bảo trợ thành Babylon. Tượng thần Mardus trong đền được đúc bằng vàng, cao gần 6 mét. Khu vườn treo Babylon, một trong 7 kỳ quan của thế giới, trông giống như là vườn ngự uyển của Nineveh. Nước được đưa lên cao rồi chảy xuống thảm xanh cây cọ của khu vườn. Sự khôi phục vinh quang của Babylon trong một thời gian ngắn đã đánh dấu đoạn kết của thời kỳ lâu dài đầy những thắng lợi của vùng lưỡng hạ. Kể từ thời vươn lên của các thị quốc vùng Sumer khoảng 2.300 năm trước, miền đất giữa hai con sông Tigris và Euphrates không những là nơi sinh ra nhiều chinh phục vương mà còn là nơi đem lại nguồn cảm hứng cho các nhà lập luật, các nghệ nhân, kiến trúc sư, thi sĩ và các nhà khoa học. Những nhà thiên văn ở Babylon đã tính được thời gian của những lần nguyệt thực. Các nhà toán học thành Babylon đưa ra hệ thống tính toán theo cơ số 60, hiện vẫn dùng trong cách tính giờ, phút giây và cung độ của vòng tròn 360 độ. Vùng Lưỡng Hà để lại di sản lớn cho một thế giới đã khai hóa, nhưng người dân Lưỡng Hà không còn thống lĩnh thế giới đó. Vào cuối thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, họ chịu sự đô hộ của người Ba Tư đến từ miền đất mà ngày nay là Iran. Dân Lưỡng Hà trở thành người bị trị ở ngay chính lãnh thổ mà họ từng là chủ nhân. Những quân vương huynh hoàng. Một chinh phục vương xứ Assyria tuyên bố sau cuộc thảm sát quân thù: ta cắt cổ chúng như cắt cổ cừu. Những chiến mã của ta lao xuống vũng máu của chúng tựa như phóng xuống sông. Bánh chiến mã xa của ta bê bết máu và những thứ dơ bẩn. Khiêm tốn là đức tính không hề có nơi các vua chúa vùng Lưỡng Hà. Nhiều quân vương cho người khắc những lời huênh hoang về một cuộc chinh phục của họ vào đài tưởng niệm. Họ dành hết công trạng của những chiến thắng do binh tướng của họ tạo nên. Không dân nào vượt qua người Assyria về sự huênh hoang. Một vị vua Assyria từng kể về cách ông bắt được đối thủ người Babylon và dẫm lên cái cổ quý phái của hắn như dẫm lên chiếc ghế để chân. Những lời huênh hoang đó nhằm gây ấn tượng cho các cận thần và làm khiếp sợ những kẻ đối nghịch lâm la khởi loạn. Những bài học của đạo Do Thái. Tiên tri Jeremiah đã báo trước rằng toàn bộ vùng này sẽ trở thành nơi hoang tàn đổ nát và các dân tộc này sẽ làm tôi tớ cho vua Babylon 70 năm. Khi nói trước về việc người Babylon sẽ đánh bại và bắt cớ dân mình, tiên tri Jeremiah đã khẳng định một trong những tinh lý của đạo Do Thái: Thiên Chúa điều khiển lịch sử và sẽ thưởng người nhân đức, trừng phạt kẻ xấu xa. Sự kính thờ một Thiên Chúa tối cao đã tách dân Do Thái ra khỏi các dân tộc khác và đặt họ dưới một nghĩa vụ nặng nề. Sự sụp đổ thành Jerusalem năm 587 trước công nguyên là hình phạt của Thiên Chúa đối với những kẻ tội lỗi và thờ ngẫu tượng. Nhưng Thiên Chúa sẽ cứu họ khỏi cảnh giam cầm nếu họ sám hối. Tiên tri Jeremiah khẳng định tường thành Babylon sẽ bị san thành bình địa. Lời hứa
cứu chuộc được ghi trong Bộ Thánh Kinh. Theo sách Sáng Thế, Thiên Chúa gây ngập lụt khắp trái đất để trừng phạt nhân loại vì tội lỗi của họ. Nhưng Ngài cứu gia đình Noah và lập giao ước với ông rằng sẽ không phạt con người bằng đại hồng thủy nữa. Chuyện này và nhiều chuyện khác trong sách của Sáng Thế, kể cả chuyện về tạo thiên lập địa và vườn địa đàng, tương tự thần thoại vùng lưỡng hà, tất cả đều gợi lên một điều là dân Do Thái cổ hẳn đã giao tiếp với người Sumer hoặc người Babylon ngay thời kỳ đầu lịch sử của họ. Dân Hebrew nhận tổ phụ là Abraham, người đã rời thành Ur ở lưỡng hà di cư đến Canaan gần Ai Cập. Tổ phụ Abraham và gia tộc của ông đều sống bằng nghề chăn cừu khi đến Canaan, nhưng họ vẫn mong ước có một xứ sở riêng và tin rằng Thiên Chúa đã hứa điều ấy. Thiên Chúa đã phán với Abraham: "Ta sẽ cho ngươi một đất nước rộng lớn." Đất nước đó mang tên là Israel, một cái tên mà Jacob, cháu của Abraham, được Thiên Chúa truyền khi chúc phúc ông. Là dân tộc được Thiên Chúa chọn, dân Israel phải chịu nhiều thử thách về lòng trung thành với Thiên Chúa. Khởi đầu là thời kỳ làm nô lệ ở Ai Cập. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nền văn minh Ai Cập năm 3000 trước công nguyên tới năm 500 trước công nguyên. Thung lũng sông Nin là một trong những miền phì nhiêu nhất của thế giới cổ đại. Vào mùa hè, mưa ở công nguyên Đông Phi xa về phía nam làm sông Nin tràn bờ và gây ngập lụt các miền lân cận. Khi nước rút, để lại lớp phù sa màu mỡ cho ruộng đồng. Khoảng năm 6000 trước công nguyên, dân chúng định cư dọc theo sông Nin và trồng lúa mì, đại mạch. Các nguồn tài nguyên khác của vùng này là cá, gia cầm và papyrus, hay còn gọi là cây cói. Loại cây mọc nơi đầm lầy, đầu tiên được dùng làm bè, sau dùng làm giấy viết. Khác với vùng lưỡng hà và nhiều thành thị phát triển nhanh, Ai Cập vào năm 3000 trước công nguyên chỉ là xứ sở của làng mạc. Sông Nin đóng vai trò huyết mạch liên lạc giữa vùng dân cư và giúp hợp với lại những xứ sở khác. Miền đầu tiên được hợp nhất dưới quyền cai trị của một quốc vương là Thượng Ai Cập. Vùng đất chạy dọc thượng nguồn sông Nin, chậu thổ sông Nin xuôi về phía bắc tạo thành Hạ Ai Cập. Làng mạc ở Thượng Ai Cập được hình thành trên bình nguyên trũng và hẹp gần sông Nin, bao quanh là vách đá và sa mạc. Người dân tìm ra nhiều phương pháp để đưa nước vào ruộng đồng trong mùa khô, thường đến sau vụ ngập lụt hàng năm. Dãy đất hẹp nhưng trù phú và dễ thông thương này là nỗi thèm khát của các vị vua tham vọng. Năm 3000 trước công nguyên, vua Namer từ Thượng Ai Cập đưa quân lên phía bắc đánh chiếm Ai Cập Hạ. Vùng đầm lầy này trông thuận lợi cho canh nông so với miền Nam. Nhưng nhiều thế kỷ sau đó, dân Ai Cập đã tát cạn đầm lầy và nông nghiệp bắt đầu có sản lượng cao. Các vua kế vị Namer đặt kinh đô ở Memphis, cực nam châu thổ của sông Nin, nơi tiếp giáp giữa Hạ Ai Cập và Thượng Ai Cập. Sự thống nhất Ai Cập dưới quyền của vua Namer đã mở ra triều đại đầu tiên của hơn 30 triều đại trị vì đất nước này trong 3000 năm sau đó. Quá trình tiếp nối của triều đại không phải lúc nào cũng êm thấm. Ba kỷ nguyên hùng mạnh và ổn định nhất là thời Cựu Vương quốc khoảng năm 2575 đến năm 2150 trước công nguyên, Trung Vương quốc từ năm 1975 đến năm 1640 trước công nguyên và Tân Vương quốc từ năm 1539 đến năm 1070 trước công nguyên. Xen cả ba kỷ nguyên này là những giai đoạn bất ổn và nhiễu nhượng. Sau sự sụp đổ của Tân Vương quốc, Ai Cập sống dưới sự thống trị của các tộc người từ nơi khác đến, kể cả người da đen châu Phi và người Kush. Tuy nhiên, những tộc người này đều tôn trọng văn hóa Ai Cập và được công nhận là Pharaoh. Chữ này nguyên nghĩa là căn nhà lớn, nhưng sau được dùng để chỉ vua và hoàng cung. Trải qua hàng ngàn năm, nhiều nền văn minh hưng thịnh rồi suy vong, nhưng Ai Cập vẫn tồn tại. Kim tự tháp. Các vị vua đầu tiên của Ai Cập luôn chăm lo củng cố vương quyền.
nhưng quốc vương triều đại thứ nhất và thứ hai thời cổ vương quốc phải mất 3 thế kỷ mới kết hợp Ai Cập thành một đơn vị chính trị vững mạnh, đủ để tiến hành kiến thiết các công trình đồ sộ, chẳng hạn như kim tự tháp. Hai nhân tố giúp cho Pharaoh bành trướng thế lực và có được sự vâng phục của thần dân là tôn giáo và chữ viết. Những người chép sổ sách dùng kiểu chữ tượng hình để viết các yết thị của triều đình, theo dõi công việc của quan lại như thu thuế, tuyển quân và lao động cho các chiến dịch quân sự và xây dựng công trình công cộng. Những yêu cầu đó đặt gánh nặng lên vai người dân, nhưng họ xem Pharaoh là nhân vật siêu nhiên, người giao tiếp với thần linh và bảo đảm cho nước sông Ninh tiếp tục dâng lên rồi rút xuống, và đất đai của Ai Cập luôn màu mỡ. Các vua đầu tiên của Ai Cập đồng nhất họ với thần đầu chim ưng Horus. Sau này, tập quán thờ thần Horus hòa nhập với nghi thức thờ thần Re, thần mặt trời, vị thần cao hơn và uy quyền hơn, được các pharaoh xem là đồng nhất với họ. Cùng với sự hưng thịnh của cựu vương quốc vào năm 2700 trước công nguyên, các vua của triều đại thứ ba bắt đầu nghĩ tới việc xây lăng mộ, với hy vọng linh hồn của họ sẽ lên thiên đàng sau khi đã qua đời. Xuất hiện sớm nhất là kim tự tháp bậc thang, trông giống như Ziggurat, đền thờ hình tháp, trong triều đại thứ tư. Giới kiến trúc sư triều đình sửa đổi thiết kế bằng cách xây các kim tự tháp đồ sộ với bốn mặt trơn phẳng. Điển hình là đại kim tự tháp cao khoảng 145m ở Giza, được xây theo lệnh của Khufu, vị pharaoh trị vì từ năm 2550 trước công nguyên. Đại kim tự tháp được xây bằng công sức của nông dân trong mùa nước nổi trên sông Ninh. Công việc cày cấy tạm ngừng và phải mất 20 năm mới hoàn thành. Lao động cực nhọc, làm theo nhóm, các thợ xây kéo những khối đá nặng 2,5 tấn được khai thác từ thượng nguồn sông Ninh rồi dùng bè trở về. Hơn 2 triệu 300 khối đá như vậy đã được sử dụng để xây dựng đại kim tự tháp. Sau này, các vua kế vị của Khufu cho xây kim tự tháp nhỏ hơn ở gần đó. Canh gác quần thể kim tự tháp là tượng quân sư mang khuôn mặt của Khufu, con trai của vua Khufu. Đền đài của Giza phản ánh nỗi khắc khoải về kiếp sau. Điều này là đặc trưng của văn hóa Ai Cập suốt nhiều thế kỷ. Ướp xác thoạt đầu chỉ bó hẹp trong hoàng tộc. Dân nghèo thường chôn người thân trong cát để hạn chế sự hủy hoại thi thể. Ẩn chứa trong nỗ lực bảo đảm thi thể là nỗi lo sợ linh hồn vất vưởng sẽ lạc lối nếu không có xác trở về. Theo thời gian, kỹ thuật ướp xác và nhiều kỹ thuật khác dùng để bảo đảm cho sự bất tử của linh hồn trở nên phổ biến. Dân Ai Cập quấn xác ướp của người thân trong khăn rồi đặt vào hòm. Trên nắp hòm có ghi thần chú để xua đuổi tà ma và bảo đảm cho người đó một kiếp sau huy hoàng hơn. Người Ai Cập cũng ướp xác súc vật và chôn cất chúng để làm lễ vật dâng cúng những thần linh mà họ tôn kính, như nữ thần đầu mèo Bastet và thần đầu cá sấu Sobek. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 3000 trước công nguyên, vua Namer từ Thượng Ai Cập chinh phục Hạ Ai Cập, châu thổ sông Ninh, thống nhất Giang Sơn và đặt kinh đô ở Memphis. Năm 2550 trước công nguyên, Pharaoh Khufu ra lệnh xây kim tự tháp ở Giza. Năm 2150 trước công nguyên, hạn hán làm cho sông Ninh không còn gây ngập úng, đồng ruộng không được bồi đắp phù sa màu mỡ. Hệ quả của cựu vương quốc rơi vào cảnh xáo trộn, và tiếp theo đó là thế kỷ bất ổn mệnh danh thời chuyển tiếp thứ nhất. Năm 1975 trước công nguyên, Ai Cập tái thống nhất, bắt đầu các triều đại của Trung Vương quốc. Năm 1960 trước công nguyên, Ai Cập xâm chiếm Nubia, bành trướng về phía nam từ Castarat thứ nhất đến Castarat thứ hai của sông Ninh. Năm 1630 trước công nguyên, quân Hyksos chiếm châu thổ sông Ninh, đánh bại Trung Vương quốc, khởi đầu thời chuyển tiếp thứ hai. Năm 1550 trước công nguyên, các vua xuất thần từ Thebes dãy binh chống quân của Hyksos. Tại thống nhất Giang Sơn, tân vương quốc ra đời, Kinh đô ở Thebes
năm 1500 trước công nguyên, Pharaoh Thutmose đã mở rộng Ai Cập từ Cataract thứ tư ở Nubia cho tới miền đất mà ngày nay người ta gọi là Syria. Năm 1070 trước công nguyên, Tân Vương quốc tiêu vong, Ai Cập mất dần quyền lực và chịu sự thống trị của các thế lực bên ngoài. Năm 730 trước công nguyên, Nubia chinh phục Ai Cập và thống trị nước này vài thập niên trước khi Assyria chiếm Ai Cập. Thời kỳ xáo trộn. Công trình Đại Kim Tự Tháp đánh dấu đỉnh cao của thời cựu vương quốc tại Ai Cập. Chỉ có nhà vua mới có quyền lực tối thượng, mới có thể điều động rất đông những dân lao động cực nhọc và lâu năm như thế. Vài thế kỷ sau, quyền uy tối thượng này mất dần. Khi Ai Cập còn giàu có, ruộng đồng còn màu mỡ, các lãnh chúa chẳng bận tâm đến việc nộp thuế cho triều đình. Nhưng vào năm 2150 trước công nguyên, toàn vùng này bị hạn hán. Sử liệu Ai Cập ghi, sông Ninh hạn khô, dân chúng đi bộ băng qua. Hạn hán mất mùa khiến cho pharaoh mất dần uy tín và quyền lực. Kỷ cương xã hội nhường chỗ cho xung đột và nhiễu nhương. Thời kỳ đói khát và xáo trộn này được gọi là thời chuyển tiếp thứ nhất, chấm dứt khoảng năm 1975 trước công nguyên, khi vua Menderhotep II từ tỉnh Thebes thống lĩnh thượng Ai Cập rồi chinh phục hạ Ai Cập, tái thống nhất Giang Sơn và mở ra thời kỳ Trung Vương quốc. Các vua kế vị Menderhotep quan tâm đến những vấn đề dẫn đến sự tiêu vong của cựu vương quốc, ra sức hạn chế quyền lực của các lãnh chúa và tìm cách tăng lượng ngũ cốc bằng cách mở rộng đất đai. Một công trình thủy lợi rất lớn làm ốc đảo của Phryum, tây nam kinh đô của Memphis, thành vừa lúa mì lớn của vương quốc nhờ nước tưới từ sông Ninh qua con kênh rộng 90m, diện tích Phryum lên đến hàng trăm dặm vuông. Tái lập được sự thanh bình và ổn định, Ai Cập bắt đầu bành trướng uy quyền. Biên giới nguyên thủy giữa Ai Cập và Nubia là Cataract thứ nhất của sông Ninh. Các pharaoh của cựu vương quốc nhiều lần đưa quân vượt qua biên giới để tìm vàng và tài nguyên khác. Ít lâu sau, năm 2000 trước công nguyên, vua Amenemhat thứ nhất tiến hành cuộc chinh phục Nubia đầu tiên. Nhiều cuộc chinh phục tiếp theo đã thâu tóm phần lớn lãnh thổ của Nubia vào Ai Cập. Thân quyền của các hoàng hậu. Các hoàng hậu Ai Cập cũng xưng mình có liên hệ với những thần linh đã ban cho Ai Cập quyền lực và sự trù phú. Hoàng hậu Nefertari, vợ của vua Ramses II, thường được vẽ đang đội khăn trùm đầu hình diều hâu, bông tai hình rắn hổ mang, để đồng hóa bà với nữ thần diều hâu Nebes của thượng Ai Cập và nữ thần đầu rắn hổ mang Wedi của hạ Ai Cập. Do vậy, hoàng hậu Nefertari tượng trưng cho vương quốc thống nhất và các thần linh bảo vệ vương quốc, là vợ chính của vua và bao bọc bởi người thừa kế quốc vương. Hoàng hậu Ai Cập nắm trong tay tương lai của vương quốc. Dù có vị thế cao trọng như thế, nhưng Nefertari vẫn phải chịu cảnh chồng chung vì vua Ramses II có rất nhiều vợ thứ. Trong số đó có vài công chúa ở xứ sở khác và cả em gái của ông. Hôn nhân cùng huyết thống là điều rất thường thấy trong hoàng gia của Ai Cập. Những người vợ thứ của vua sống chung với con cái của họ ở hậu cung và làm các việc hữu ích như dệt vải và thiêu đan. Các vợ thứ của vua Ramses đã sinh cho ông hơn 100 người con. Tuy nhiên, con trai của hoàng hậu chính mới có quyền kế vị ngôi báu. Nếu vua qua đời trước khi người thừa kế trưởng thành, hoàng hậu sẽ nắm quyền nhiếp chính cho tới khi vị vua nhỏ tuổi trưởng thành. Hoàng hậu Hatshepsut sống thọ hơn nhà vua và trở thành nhiếp chính vì con trai còn nhỏ. Tuy nhiên, bà gạt bỏ truyền thống bằng cách tiếp tục nắm quyền sau khi người kế vị hợp thức là Thutmose III đã đến tuổi trưởng thành, để hợp thức trong một xã hội
chỉ trao quyền cai trị cho nam giới. Hatshepsut đã mang tước hiệu vương và cho người vẽ chân dung mình như một pharaoh. Sau cùng thì Thutmose III giành lại quyền binh. Sử sách không chép rằng Hatshepsut bị lật đổ hoặc là chết như thế nào. Trên mộ của bà có khắc câu: một con người chất chứa sự duyên dáng, ngọt ngào và yêu thương. Sông Ninh nối liền Ai Cập với Nubia, nổi tiếng rất nhiều mỏ vàng và sự buôn bán của các nước ở sâu trong lục địa châu Phi. Để thống lĩnh nền thương mại này, Ai Cập đã lấn xuống phía nam vào xứ Kush và tới Cataract thứ tư khoảng năm 1500 trước công nguyên. Vàng lấy được ở Nubia và sự trù phú của ốc đảo Prizum cũng không thể ngăn cản Ai Cập khỏi rơi vào tình trạng xáo trộn năm 1630 trước công nguyên. Tương tự thời chuyển tiếp thứ nhất, thời chuyển tiếp thứ hai này cũng nảy sinh do sự biến đổi thời tiết làm thay đổi dòng chảy của sông Ninh. Cùng lúc đó, ngoại bang từ phía đông ồ ạt đến từ vùng châu thổ sông Ninh. Sự nhập cư này là một trong những tác nhân của sự biến động ở Trung Đông. Không lâu trước khi người Hittite càn quét vùng Lưỡng Hà và đánh chiếm thành Babylon, người Hyksos có nhiều kỹ thuật mới, kể cả chiến xa do ngựa kéo. Dần dần người Ai Cập cũng thành thạo những kỹ thuật này và dùng nó chống lại các vua người Hyksos. Một lần nữa, anh hùng tái thống nhất Giang Sơn lại là người đến từ Thebes. Năm 1550 trước công nguyên, hoàng thân của Camos tập hợp binh lực và tấn công quân của Hyksos ở châu thổ sông Ninh. Em của ông là Amos đưa cuộc khởi nghĩa tới thắng lợi và mở ra thời kỳ Tân Vương quốc, đưa nền văn minh Ai Cập lên đến đỉnh cao. Thần linh và vương quyền. Theo gương của Pharaoh của cựu vương quốc, những người xây kim tự tháp để nối kết với thần mặt trời trên thiên cung và đạt được sự bất tử. Các Pharaoh của Tân Vương quốc cũng cố thế quyền của họ bằng cách tự xưng là người mang sự vĩ đại của thần linh. Thần bảo trợ của Thebes là Amun, đôi khi được biểu thị bằng hình con cừu đực. Khi các vua xuất xứ ở Thebes đánh bại người Hyksos và tái thống nhất Ai Cập, họ nâng Amun lên vị thế của thần cai quản Ai Cập. Có khi vị thần này được thờ dưới hình tượng thần của Amun, tiêu biểu cho sự hợp nhất tân và cựu. Pharaoh Akhenaten đã phá vỡ truyền thống qua việc bác bỏ thần Amun và nhiều thần linh khác, chỉ thờ kính thần Aten, thần mặt trời, nhưng mang hình tượng địa mặt trời. Các vua kế vị của Akhenaten chỉ thích ông và tái lập sự thờ cúng của thần linh trước đó. Được triều đình bảo trợ, giới tăng lữ thờ cúng Amun trở nên giàu có và nhiều thế lực. Đền thờ thần Amun là những cộng đồng tự cung tự cấp do các tăng lữ cai quản. Họ thu tô từ các nông dân quanh đó bằng ngũ cốc và quản lý các xưởng sản xuất bia và vải. Kinh đô Thebes của Tân Vương quốc trở thành trung tâm lễ hội huy hoàng mang tên là Canas. Hàng năm, tại Canas, sau thời gian ngập úng do sông Ninh, vị Pharaoh dự lễ Obed để tâm linh hòa nhập với tượng thần Amun trong đền thờ. Băng ngang qua Canas là chạy dọc rìa phía tây thung lũng sông Ninh, là khu an táng của nhà vua và hoàng hậu. Họ được chôn cất trong những hang mộ khoét sâu vào vách đá. Gần nghĩa trang hoàng gia này là khu sinh sống của giới thợ xây, nhà điêu khắc và họa sĩ. Họ chuyên xây dựng, trang hoàng và bày biện đồ đạc cho hang mộ hoàng gia. Vàng bạc, châu báu chuông theo vị Pharaoh 19 tuổi Tutankhamun được các nhà khảo cổ phát hiện đã làm hậu thế choáng ngợp trước tài sản mà hoàng tộc Ai Cập mang theo xuống mộ. Các Pharaoh của Tân Vương quốc duy trì sự giàu có và quyền lực bằng cách siết chặt sự cai trị đối với Nubia, khai thác tối đa các mỏ vàng ở đây và đưa quân vào Canaan, Syria, Libya, vĩ đại nhất trong các cuộc chinh phục của Ai Cập. Đó là Thutmose III, vị vua đập tan bạo quân Canaan tại trận Megiddo năm 1483 trước công nguyên. Sự triệu cống từ các xứ do Thutmose chinh phục đã góp phần làm đầy ngân khố của những vua kế vị ông. Tuy nhiên, mối quan tâm của các vương sau này không phải là bành trướng
đế chế Ai Cập, mà là phòng chống các thế lực thù địch, chẳng hạn như người Hittite. Sau cuộc giao tranh với quân của Hittite ở Kadesh thuộc Syria năm 1285 trước công nguyên, vua Ramses II trở về Ai Cập mà không có gì để gọi là chiến thắng. Ông lập hòa ước với người Hittite bằng cách nhận trưởng nữ của vua người Hittite làm vợ, dù ông đã có nhiều vợ. Ramses III cầu khẩn các thần linh cho nàng đến Ai Cập bình yên, nguyện các thần linh đừng làm mưa, sương giá hay tuyết cho tới khi con người kiều diễm mà các ngài ban cho về đến với con. Ramses II trị vì 67 năm và có hơn 100 người con. Sau khi ông băng hà, Tân Vương quốc mất quyền lực, sự bành trướng đế quyền sang Nubia, Syria và Libya thất bại vì người dân ở các xứ này dùng chính những cách thức và binh khí của Ai Cập để đánh đuổi quân Ai Cập. Người Nubia từng là chiến binh tinh nhuệ trong binh lực của Ai Cập, cũng thờ các thần Ai Cập và xây dựng kim tự tháp để an táng các vua của vương quốc Kush. Họ nổi dậy ở Nubia khi Tân Vương quốc suy vong. Khoảng năm 1000 trước công nguyên, Ai Cập lại rơi vào tình trạng hỗn loạn. Quân Libya chiếm châu thổ sông Nin. Các vua ở Tebet lập vương quốc án ngự phía nam. Ai Cập chịu cảnh chia cắt cho tới cuối thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Người Nubia tái thống nhất Ai Cập bằng cách chiếm Tebet một cách êm thấm. Họ được dân Tebet chào đón như đoàn quân bách thắng, rồi đánh bại quân Libya ở châu thổ sông Nin. Các pharaoh gốc Nubia cai trị Ai Cập một cách khôn khéo và tài tình. Năm 667 trước công nguyên, Ai Cập bị người Assyria xâm chiếm. Sau đó, Ai Cập liên tiếp sống dưới ách cai trị của Ba Tư, Macedonia thời Alexander Đại Đế và của La Mã thời Hoàng đế Augustus, người đã truất phế nữ hoàng Cleopatra và sáp nhập Ai Cập, một thời cường thịnh, thành một tỉnh của đế quốc La Mã.